Còn tiểu AK của ta đâu? Họ đã bồng đi hết 3 ngày không trả lại cho ta. Tại sao vậy? Bảo cầm mà, tại sao vậy? Tại sao không trả cho ta? Tôi không biết đâu tiểu chủ. Làm tôi đau quá, tôi thật sự không biết. Bảo cầm. Tiểu chủ, hay là tôi để cơm và đồ ăn ở tại chỗ này, ăn cơm trước đi được không? Tôi đi nha. Không được đâu. Tôi thật sự không biết. Tôi không biết. Cả chỗ nào? Bảo cầm mà. Không được, tôi phải đi kiếm con của tôi. Tiểu chủ Lan Hiền, không được sự cho phép của tình phi nương nương, không ai được ra vào. Tại sao vậy? Cảnh Trương đã hại chết tiểu ca của tôi. Không được, tôi phải giành lại đứa con của tôi. Không được. Tiểu chủ Lan Hiền, buông ra đi. Nè, về đi. Buông ra. Tại sao vậy? Tiểu AK của tôi, tại sao? Tại làm sao? Lan Hiền, Xuân Nhi, Lan Hiền xảy ra chuyện gì? Xuân Nhi ạ, Cảnh Trần đã hại chết con của tôi, tôi phải lấy lại con của tôi. Hãy giúp tôi năn nỉ mấy người này. Lan Hiền, giúp tôi đi kiếm con của tôi đi. Tôi phải đi kiếm Tiểu AK. Xuân Nhi, giúp cho tôi đi. Hãy bình tĩnh. Không có gì đâu. Không có sao. Ta đã nhìn thấy nó. Không có sao. Thiệt hả? Đứng dậy. Đứng dậy ta sẽ nói cho biết. Xuân Nhi ạ, có thật không? Thật đó. Không có sao. Ta đã nhìn thấy nó rồi, yên tâm. Cô nha, đừng suy nghĩ nhiều quá. Hãy vào trong chạy bới lại ha. Chúng ta đi. Xuân cô nương, nương nương hạ lệnh cũng không thể vào trong. Vì công công nị, ta và Lan Hiên tiểu chủ là bạn thân mà, làm ơn thông cảm giùm nha. Cảm ơn. Đi. Nếu nói như vậy, tiểu AK của Cảnh Trân mới vừa ra đời đã chết rồi. Cô cũng thật sự đáng thương lắm. Xuân Nhi, vậy cô đã giật mất tiểu AK của tôi, cô có tốt với nó hay không? Hãy nghe ta nói, từ cổ trong cung, mẫu bằng tử quý, vinh hoa phú quý của cụ đều gắn bó trên mình của đứa nhỏ đó. Sao cổ lại không tốt với đứa nhỏ đó chứ? Vậy cô có lo cho tiểu AK, bất chấp mọi thứ để tranh giành tương lai cho tiểu AK và tranh đấu cho tiểu AK có những đãi ngộ giống như là những AK khác? Cái đó đương nhiên. Tôi biết rồi. Tiểu AK của tôi đi theo cũ giờ sao cũng tốt hơn so với ngạc nương vô tích sự giống như tôi. Nhưng mà bây giờ tôi không còn gì hết, tính làm sao đây? Lan Hiên, phải tính sao đây? Bình tĩnh, hãy nghe ta nói. Quyết nồng hơn nước. Một ngày nào đó, tiểu AK nhất định sẽ trở về bên cạnh cô. Thật mà, nó nhất định trở về bên cạnh cô. Một ngày nào đó, một ngày nào đó là bao giờ đây? Xuân Nhi, cô đã nói với tôi, cô có một yêu bài, có thể tùy tiện ra vào cung môn. Có thể nào cho tôi mượn coi? Đương nhiên được. Có thể xuất cung sướng thiệt đó. Đã lâu lắm rồi tôi không có hít thở không khí trong lành ở bên ngoài cung. Có đôi lúc tôi thực sự ảo tưởng, nếu có một ngày nào đó tôi ngủ một giấc tỉnh dậy, phát hiện tất cả những cái này đều là mộng tưởng, như vậy thật tốt lắm. Đừng suy nghĩ nhiều quá. Hãy tin ta, ngày mai lại là một ngày hoàn toàn mới. Nghỉ ngơi cho khỏe đi. Đi ngủ đi. Xuân Nhi, tôi không muốn ngủ một mình. Có thể nào ngủ chung với tôi? Được.
Xuân Nhi, xin lỗi nha. Ở chỗ này có quá nhiều những kỷ niệm không tốt đẹp. Tôi nhất định phải bắt đầu lại cuộc sống của tôi. Còn nếu bằng không, tôi không có cách gì sống nổi đâu. Tiểu chủ muốn đi đâu? Tôi định xuất cung làm một số việc cho toàn phi nương nương. Có lên bài không? Dinh đô quý, tôi gấp lắm, chuyện này không thể chậm trễ được đâu. Hay là cái lệnh bài này để lại cho ông nha. Nếu như có vấn đề gì, ông có thể trả lời được. Tôi không có ý đó. Mời tiểu chủ. Dinh đô quý. Hả? Tôi quanh trao bức thư này cho Xuân Nhi, xin trao cho cổ giùm tôi. Không thành vấn đề. Cảm ơn. Được. Tôi đi nha. Tiểu chủ đêm là giỏi. Lan Hiên, Lan Hiên, tôi chết. Dinh Đô Quý. Xuân Nhi, có thấy Lan Hiên không? Mới về đi rồi, cô để lại bức thư nè. Xuân Nhi, tôi đi nhờ. Xin hãy tha thứ cho tôi đang cấp yêu bài của cô. Tha thứ cho tôi ra đi công tử giả. Ngày xưa khi tôi vào trong cung, còn tưởng rằng mình sẽ bay lên cành cây làm phượng hoàng. Nhưng tới cuối cùng, là phượng hoàng hay là ma cũng không có ai biết được. Tôi chỉ nhớ mình đã vào cung mùa xuân năm ngoái. Từ đó về sau, ở trong cung cuộc sống của tôi đã không còn mùa xuân nữa. Tôi là một người rất đơn giản. Ở trong tư tưởng của tôi có thể sống hòa thuận với bất cứ một người nào, đều có thể làm chị em. Nhưng mà tôi đã lầm. Ở trên đời này đây, tất cả mọi việc đều rất là phức tạp, và ở bên trong chứa đầy sự đấu tranh, lường gạt và gian trá lẫn nhau. Một người giống như tôi hoàn toàn không thể sinh tồn ở dưới hoàn cảnh như vậy. Trong một năm ngắn ngủi đó, tôi từ trên trời rớt xuống đất, và từ dưới đất lại rớt xuống dưới địa ngục, và đã mất đi đứa con, không còn tuổi thanh xuân. Thậm chí ngay cả cái hiền lương tồn tại cũng đối diện với sự khảo nghiệm. Tôi không biết tiếp tục ở lại chỗ này sẽ còn mất đi cái gì nữa. Vì vậy tôi đã chọn con đường ra đi. Xuân Nhi, xin hãy nghe tôi nói một câu. Nếu đi được thì cứ đi, cao tự bất thắng hạng. Ở chỗ này không phải là thiên đường lý tưởng của chúng ta đâu. Nương nương ký tượng. Miễn lễ, ngồi đi. Với hoàn cảnh bây giờ của bổn cung, bổn cung còn tưởng là ngươi sẽ không tới nữa chứ. Trong lòng của nương nương, An Tuyết Thần này là người vậy hả? Ngươi đương nhiên không phải như vậy. Nhưng làm quan đặt nặng vấn đề minh triết bảo thân, bây giờ bổn cung lạc nạn, cho dù ngươi không tới, bổn cung cũng không trách đâu. Nương nương đang cầu phước cho Tứ A Ca phải không? Không phải, không phải Tứ A Ca, mà là một người. Bổn cung đã mắc nợ rất nhiều. Bổn cung đã viết cho người nhiều bức thư, nhưng hồi đó tới giờ không có cơ hội gửi cho nó. Bây giờ mang những bức thư xếp thành tàu giấy thả dưới sông, hy vọng ông trời nhìn thấy có thể chăm sóc cho nó, dùng cho bổn cung. Thượng hữu thanh minh chi cao thiên, hạ hữu lục thủy chi... Chi cái gì? Chi... Hạ hữu lục thủy chi ba lan. Nhớ rõ chưa? Tiếp tục đọc đi được không? Được. Hạ hữu lục thủy chi ba lan, thiên trường địa diễn phách phi khổ,
Người mà nương nương nói tên là Tiểu Bảo à? Phải, Tiểu Bảo là tên hồi nhỏ của nó. Bổn cung thậm chí